Vào cuối giờ chiều qua ngày 26 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Nhiều ý kiến tại cuộc họp đề xuất siết chặt hơn công tác kiểm soát dịch tại các cửa ngõ, các khu công nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phòng chống COVID-19, khẩn trương triển khai việc phun khử khuẩn tại các điểm nóng. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê quyết định việc khoanh vùng cách ly, quản lý chặt chẽ trong các khu vực này, tránh lây nhiễm chéo. Các đơn vị sở ngành nâng cao tính chủ động trách nhiệm của người đứng đầu. Liên quan tới việc kiểm soát dịch từ vòng ngoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Đặc biệt là chúng ta phải phát hiện kịp thời, không để lọt bất cứ trường hợp nào đến từ các địa phương khác mà không có sự can thiệp về y tế nó phù hợp. Ở chỗ này cũng như các đồng chí thống nhất rất cao là chúng ta cần thiết và phải duy trì. Cái này không phải phong trào nữa, là mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Chúng ta lập chốt, chúng ta kiểm soát vòng ngoài thôi. Mà nếu như lọt được vòng ngoài vào vòng trong, mà nếu chúng ta làm tốt công tác phát hiện, mỗi người dân người ta phát hiện được thì chắc chắn cũng xe tải lại sẽ phản ánh lên là chúng ta xử lý được ngay. Do nên cái chỗ đó chúng ta yêu cầu rồi. Nếu như chúng ta để vòng ngoài lọt vào được vòng trong tiếp tục, chứ không thể là chỉ có một đơn tuyến một vòng ngoài chúng ta làm yên tâm được đâu. Thì cái này hết sức là lưu ý cho, giao trực tiếp cho chủ tịch quận huyện chịu trách nhiệm chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất việc tăng cường phun khử khuẩn tại các điểm nóng. Tuy nhiên, cũng phải xem xét lại tính phù hợp với từng địa phương, khả năng của lực lượng y tế cơ sở. Nếu cần thiết, có thể đề xuất xã hội hóa. Đề nghị các cơ quan, báo đài tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là cho những lái xe, chủ phương tiện về từ vùng dịch. Về các chốt kiểm dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất việc kiện toàn lại các chốt, tăng cường thêm lực lượng trực chốt, cũng như khảo sát về việc lập 4 chốt mới tại Hòa Phước, cả về hậu cần và trang thiết bị y tế, công nghệ thông tin.